liên tục những drama tình ái xuất hiện trên mạng xã hội. Một cô ca sĩ nào đó có mối quan hệ tình ái với một đại gia đã có gia đình. Một nữ diễn viên liên tục bị người phụ nữ khác cáo buộc là tiểu tam, chuyên đi phá vỡ hạnh phúc người khác. Những câu chuyện như thế này đã quá đỗi phổ biến trên showbiz và toàn xã hội. Thậm chí câu nói, trong một mối quan hệ, ai không được yêu thì là người thứ ba, đang trở thành câu hot trend được nhiều bạn trẻ sử dụng. Nếu chịu theo cách nói này, vậy lẽ nào khi người vợ không còn được yêu thương nữa, người chồng đi tìm một người phụ nữ khác thì người thứ ba quy cho người vợ sao? Điều đáng nói là có rất nhiều cặp đôi quyết định chia tay nhau sau nhiều năm chung sống. Họ quả quyết rằng mình đã tìm ra tình yêu đích thực trong cuộc đời. Ngẫm về câu nói, trong một mối quan hệ, ai không được yêu chính là người thứ ba. Chúng ta hẳn còn nhớ câu chuyện vua cá coi Thắng Ngô từng bị dư luận chỉ trích vì chia tay vợ, chạy theo tình trẻ. Vua cá coi này từng nói trên truyền hình rằng ông đến với bà xã lúc không có đồng nào. May mắn là vợ ông đã luôn đồng cam chịu khổ để có được những thành tựu ngày hôm nay. Nhưng rất nhanh sau đó, ông đã chia tay vợ và bắt đầu mối quan hệ mới với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Vì đại gia này từng dùng những lời có cánh dành cho người mới như là: tôi rất khó cười, nhưng chỉ vài tháng quen biết Xuân, thời gian tôi cười bằng cả đời mình cộng lại. Ông khẳng định mình và người mới thật sự yêu nhau. Ông nói, mối tình giữa tôi và Hà Thanh Xuân thật sự là nhân duyên, do một sự sắp đặt nào đó của định mệnh. Tháng 5 năm 2022, đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân tổ chức đám cưới lên đình. Cặp đôi quyết định về chung một nhà chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Nhưng đến trưa ngày 10 tháng 9 năm 2023, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo cô và vua cá coi Thắng Ngô đã đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ khẳng định cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây một năm. Phải chăng định mệnh đã trêu ngươi vì đại gia và cô ca sĩ này? Rời xa người từng đồng cam cộng khổ, đầu ấp tay gối để chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực. Và cũng rất nhanh sau đó họ lại tiếp tục chia tay và cái gọi là tình yêu lại sang trang. Khi tình yêu không còn tấm lòng, sự sẻ chia, hy sinh và cảm thông mà chỉ chạy theo đam mê tình ái, dục vọng và sự chiếm hữu thì người ta dễ dàng bị ngộ nhận. Như lẽ tất yếu, càng muốn chiếm hữu nghĩa là con người càng tham lam, mà càng tham lam thì không bao giờ họ cho rằng tình yêu hiện tại là đủ. Cách nói, cuối cùng tôi đã tìm ra tình yêu đích thực đời mình, chẳng qua chỉ là dấu hiệu cho một bi kịch tình ái bắt đầu. Người ta sẽ liên tục đuổi bắt trong cuộc chơi sắc tình rồi tự chuốc lấy khổ đau. Có kẻ vì sự ích kỷ mà biến ham muốn chiếm hữu thành lòng hận thù, họ thậm chí còn xuống tay với cả người mình yêu. Ai là người sẽ yêu và cưới ta? Người ta hay nói duyên vợ chồng do nguyệt lão xe thành. Đây dường như không đơn giản là câu chuyện trong tiểu thuyết hay các tác phẩm điện ảnh. Các nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện ra giữa người và người thực sự có một mối liên kết đặc thù, giống như sợi chỉ hồng xe duyên của nguyệt lão. Sợi chỉ hồng này khiến hai người phải lòng nhau mà thành đôi. Sợi chỉ hồng này là thứ mà người ta thường gọi là bộ gen. Có một câu chuyện như thế này. Vào mùa đông năm Khang Hy Kỷ Sửu năm 1709, ở Sùng Nhân có hai gia đình kết hôn trong cùng một ngày. Một bên là phú gia họ Giả, bên kia là gia đình thư hương họ Tạ. Cô dâu của nhà họ Giả tên là Vương Thúy Phương, nhà nàng cũng rất giàu có. Kết hôn với nhà họ Giả có thể nói là môn đăng hộ đối. Còn cô dâu của nhà họ Tạ là một phụ nữ họ Ngô, gia cảnh bần hàn. Hôn nhân thời xưa rất chú trọng ngày lành tháng tốt, và trùng hợp khi hai cô dâu xuất môn gần như vào cùng một thời điểm. Cũng vì nhân duyên tế hội, đoàn xe của họ đã gặp nhau trên đường, kết quả sau đó đã tạo ra một loạt biến cố. Buổi chiều ngày hôm đó, mây mù dày đặc, tuyết như lông ngỗng không ngừng rơi, chẳng mấy chốc mặt đất trắng xóa, tự hồ khó phân biệt được con đường phía trước. Kiệu của hai cô dâu tuy có trang trí khác nhau, nhưng vì để tránh mưa tuyết,
cả hai chiếc kiệu đã được phủ bạc, mà bạc cũng đã phủ một lớp tuyết dày khoảng 2 tấc, khiến hai chiếc kiệu trông rất giống nhau. Hai đội khiêng kiệu đi được 2-3 dặm, tới một ngôi miếu hoang. Lúc này, phu xe và người hầu thân thể lạnh cống, hai gia đình gom củi khô đốt lửa trong miếu để sưởi ấm. Vốn dĩ họ muốn đợi tuyết tạnh rồi mới rời đi, nhưng ai ngờ nhìn thấy tuyết rơi càng ngày càng dày, họ lo lắng sẽ lỡ mất thời gian làm lễ kết hôn nên đành lại lên kiệu đi tiếp. Cô dâu Phương Thúy Phương đêm đó sau khi vái lạy trời đất rồi bước vào tân phòng, Vương Thúy Phương nhìn quanh phát hiện gia cụ bài trí rất đơn giản và phát hiện không phải là của hồi môn của mình. Trong tâm sinh nghi, Vương Thúy Phương nghĩ lẽ nào là do nhà chồng bán hết đồ hồi môn của mình rồi mua một bộ rẻ tiền khác để thế vào. Nghĩ đến đây, nàng trong tâm tràn đầy oán hận, không nhẫn được nên nói với chồng: "Bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương đỏ của thiếp đâu? Hãy bảo nữ tỳ vào tẩy trang cho thiếp." Lúc này, người chồng mỉm cười đáp: "Nhà phu nhân không có của hồi môn, tìm đâu ra bây giờ?" Thúy Phương đáp: "Tại sao Giả Lan lại lừa dối thiếp? Bởi Thúy Phương là được gả vào nhà họ Giả nên mới gọi chồng mình là Giả Lan." Nhưng sau khi chồng nàng nghe thấy điều này, chàng chỉ mỉm cười và nói: "Tôi là chồng thật chứ không phải chồng giả." Thúy Phương cho rằng chồng hiểu lầm, liền nói: "Thiếp nói chồng thiếp họ Giả, không phải ý tứ là chồng thật hay giả." Lúc này người chồng cũng sững sốt nói: "Tôi là họ Tạ mà." Thúy Phương kinh hoàng kêu lên: "Người ta lừa tôi rồi." Người chồng cũng ngơ ngác, gọi cả nhà đến tân phòng vấn hỏi nguyên do, nhưng Thúy Phương cứ khóc mãi không dừng. Lúc này phu nhân họ Tạ giận dữ mắng nàng: "Chúng ta là gia đình thư hương thanh bạch, làm gì có kẻ trộm nào? Là cha mẹ con hiềm khích nhà chúng ta nghèo khó mới dạy con hồ đồ như vậy, ai có thể hại con như vậy?" Thúy Phương ngẩng đầu lên nói: "Con nghe nói chồng con là nhà họ Giả, nhưng nhà ta lại là họ Tạ, đây chẳng phải là lừa người sao?" Tạ phu nhân nói: "Nha hoàng này, ai vì cưới vợ mà phải đổi họ đây? Nếu là như vậy, lẽ nào nhà con không phải họ Ngô sao?" Thúy Phương giật mình, đột nhiên nhớ đến việc mình đã gặp một cô dâu khác trên đường nên nói: "Con hiểu rồi, cô dâu của nhà ta họ Ngô, con là họ Vương. Khi con đến, trên đường có gặp một cô dâu đã cùng dừng chân nghỉ dưới một ngôi đình để tránh tuyết. Lúc đó, con mơ hồ nghe thấy có người nói cô dâu họ Ngô, nhưng không nhớ chồng của cô ấy họ gì. Có lẽ cô ấy mới là con dâu của nhà ta, nhưng con là con dâu nhà họ Giả." Lúc đó trời rất lạnh, hai nhà vội vã rời đi, nhất định là con đã lên nhầm kiệu. Mau đến nhà họ Giả xem, hẳn là có thể tìm ra con dâu của nhà ta. Nghe Thúy Phương nói, nhà họ Tạ cũng cảm thấy có khả năng nên vội vàng cử người đến nhà họ Giả đưa tin. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhà họ Giả và nhà họ Tạ là khá xa, lại thêm tuyết rơi dày khiến việc đi lại khó khăn. Người đưa tin mãi đến ngày hôm sau mới đến nên mọi chuyện đã quá muộn. Chuyện gì đã xảy ra với cô dâu họ Ngô trong đêm tân hôn? Kỳ thực, cô nương nhà họ Ngô đến nhà họ Giả sau khi xem kỹ của hồi môn, sau đó nhắc tới cô dâu khác mà mình gặp trên đường, trong tâm cũng đã biết rằng nhất định mình đã lên nhầm kiệu và cưới nhầm chồng. Vậy làm sao đây? Nhìn thấy sự giàu có của nhà họ Giả, cô nàng không muốn gả lại nhà họ Tạ nghèo khó nên quyết định giả vờ không biết, giả làm cô dâu nhà họ Vương và thành thân thật với công tử nhà họ Giả. Khi người nhà họ Tạ đến tìm cô nàng vào ngày hôm sau, cô nàng biểu hiện rất kinh ngạc và phẫn nộ, vô cùng thống khổ. Mà thiếu gia nhà họ Giả cũng có tình có nghĩa với cô gái họ Ngô nên bày tỏ ý nguyện chấp nhận sai lầm. Sau khi tin tức truyền đến nhà họ Tạ, Vương Thúy Phương đau buồn đến mức muốn tự vẫn. Lúc này có người an ủi nàng nói: "Cuộc hôn nhân giữa Phương và Tạ hẳn là do trời định. Có lẽ bởi vì nhân duyên kia có thiếu sót nên mới xuất hiện sự nhầm lẫn như vậy.
hiện tại họ Giả đã kết hôn với họ Ngô, vậy thì con nên quy về nhà họ Tạ. Nhưng hôn nhân đại sự sao có thể giống như trò trẻ con, muốn đổi là đổi. Vương Thúy Phương không đồng ý, nên nhà họ Tạ đã cử người đến thăm hỏi cha của Thúy Phương và kể cho ông nghe sự tình đã xảy ra. Cha của Thúy Phương rất ngạc nhiên và nói, đây không phải là ngẫu nhiên đâu. Vì vậy, ông đã cử người mai mối đến nói với nhà họ Tạ rằng ông nguyện ý cho hai gia đình kết thân. Thúy Phương được lệnh của cha mẹ mới yên tâm vào nhà họ Tạ. Câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, sự đảo ngược sau đó thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Sau đó, Giả gia đang phú quý bỗng bại lạc, con dâu họ Ngô cướp được hôn nhân tốt đẹp không vui, cuối cùng chết vì phẫn hận. Bên kia, công tử nhà họ Tạ lại làm nên danh tiếng, từ đó về sau hai vợ chồng có con cháu mãn đường. Những người biết chuyện này đều cảm thấy thập phần cảm khái. Con gái nhà họ Phương thuận theo ý trời, cuối cùng đã có được cuộc hôn nhân mỹ mãn, trong khi con gái nhà họ Ngô mưu đồ phú quý, không bao giờ nghĩ được rằng nhà chồng sẽ ra cơ, cuối cùng tự mình chết thảm. Sự an bài của thiên thượng thật là xảo diệu. Vì vậy, từ xa xưa, có người đã nói hôn nhân là do trời định, tức là người mà trong mệnh của bạn chủ định, nhất định rồi sẽ đến với bạn, cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng. Liệu có bàn tay sắp đặt của Nguyệt Lão không? Nghiên cứu học hiện đại đã phát hiện, giữa người và người thực sự có một liên kết đặc thù, giống như sợi chỉ hồng xe duyên của Nguyệt Lão, khiến người trong mệnh chủ định phải lòng bạn. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Colorado Boulder đã thực hiện một nghiên cứu thú vị. Họ chọn ngẫu nhiên 800 cặp vợ chồng, sau đó tìm ra 800 cặp người lạ khác giới không có quan hệ tình cảm hoặc quan hệ vợ chồng làm nhóm tham chiếu, tiến hành kiểm tra và phân tích gen của họ. Điều khiến các nhân viên nghiên cứu cảm thấy kinh ngạc là kết quả hiển thị gen giữa các cặp vợ chồng có độ tương tự gen cao hơn so với những người xa lạ. Mặc dù các nhà nghiên cứu cũng tính đến xu hướng kết hôn của những người sống ở khu vực gần nhau hoặc đồng tộc, nhưng ngoài những yếu tố loại đó ra, họ phát hiện con người vẫn có khuynh hướng lựa chọn bạn đời có đặc tính di truyền tương tự mình. Có lẽ điều này có thể giải thích phần tướng phu thê trong tướng số học. Người ta thường nói nếu một cặp đôi trông rất giống nhau thì xác suất kết thành vợ chồng sẽ cao hơn. Nhưng giữa đám đông bao la, làm sao người ta tìm được nửa kia có gen giống mình? Các nhà nghiên cứu tại Đại học Colorado vẫn chưa tìm ra được điều đó. Duyên phận kiếp trước. Chuyên gia thôi miên trị liệu ông Michael Newton, người chuyên môn sử dụng phương pháp hồi tố tiền kiếp để giảm bớt nỗi đau của bệnh nhân ở kiếp này. Trong số đối tượng thực nghiệm của ông có cả những người vô thần và những tín đồ sùng đạo. Nhưng khi những người này trong trạng thái thôi miên hồi cố lại thế giới tinh thần giữa những lần chuyển thế, họ đã đưa ra những mô tả rất nhất quán rằng thế giới tinh thần ở bên kia bờ bỉ ngạn, không nhiễm bụi trần, tràn đầy ánh sáng và màu sắc. Sinh mệnh thoát khỏi nhục thân liền tản phát năng lượng ánh sáng của trí huệ. Màu sắc của năng lượng đại biểu cho từng thứ tinh thần. Sinh mệnh có thể tùy ý bay bổng, biến hóa thành các loại hình tượng. Đồng thời giữa họ có thể giao lưu với nhau thông qua cảm ứng tâm linh. Tiến sĩ Newton miêu tả, sinh mệnh sẽ đến một nơi tương tự như thư viện để nghiên cứu sách sinh mệnh của chính mình. Cuốn sách này ghi lại hết thảy những cuộc đời sinh sinh thế thế của họ trong hồng trần dưới dạng hình ảnh. Sinh mệnh cũng sẽ đến trước một hội đồng gồm một số vị trưởng lão hồi tố và phân tích cuộc đời vừa trải qua và được các vị trưởng lão an bài cho kiếp sau. Mô tả này so sánh với phiên tòa của Diêm Vương dành cho các sinh mệnh sau khi chết trong văn hóa phương Đông là cực kỳ giống nhau. Đối với những lỗi lầm của mình trong một kiếp, con người sẽ thường cảm thấy phi thường, ân hận. Những sinh mệnh ở thế giới tinh thần sẽ không tìm lý do biện hộ cho những sai lầm của bản thân. Họ sẽ tự nguyện hạ thế để hoàn trả nợ nghiệp của mình. Có lúc, người ta thậm chí sẽ tự nguyện chọn một cuộc đời gian nan cho kiếp sau để nhanh chóng đề cao từng thứ tinh thần. Thật bất ngờ, khi thuật thôi miên của phương Tây và học thuyết luân hồi của phương Đông lại có được điểm chung ở đây.
Ngoài ra, sau hơn 10 năm nghiên cứu, tiến sĩ Newton còn phát hiện ra một hiện tượng rất quan trọng trong thế giới tinh thần. Đó là sinh mệnh thuộc về các quần thể khác nhau. Họ chuyển sinh theo quần thể, trong sinh sinh thế thế mà được phân diễn các vai diễn khác nhau. Kết quả là hai sinh mệnh đến từ quần thể khác nhau, dù có gặp nhau trên đường thì cũng chỉ là đi ngang qua nhau mà thôi. Mà những bạn bè thân hữu ở bên cạnh bạn lại thường thường là những sinh mệnh trong quần thể của chính bạn hay quần thể phụ cận. Đặc biệt là đối với mối quan hệ nhân duyên vợ chồng, tiến sĩ Newton phát hiện trong rất nhiều trường hợp xuất hiện một hiện tượng thường thấy, đó là rất nhiều cặp vợ chồng hiện tại đã từng diễn xuất với nhau rất nhiều câu chuyện bi hoan ly hợp ở đời trước. Ví như một người phụ nữ từng là nữ nô tỳ thời La Mã, phụ trách nấu ăn cho các đấu sĩ. Cô ấy rất yêu một trong số họ. Người đàn ông này đã nói với nữ nô tỳ vào đêm trước khi chàng bị giết trong một trận giác đấu: "Tôi sẽ vĩnh viễn yêu nàng." Mặc dù vào kiếp đó họ âm dương cách biệt, nhưng tình yêu mãnh liệt của họ đã xuyên việt thời gian và không gian, khiến kiếp này họ được tiếp nối duyên phận. Đối với nghi vấn về việc làm thế nào để tìm được người trong định mệnh đã an bài giữa biển người bao la, tiến sĩ Newton cũng đề xuất phương án giải thích của mình. Ông cho rằng sinh mệnh trước khi chuyển sinh sẽ đi vào một vòng tròn định mệnh để quan sát và thể nghiệm một số mảnh vụn quan trọng của kiếp sau, và điều này sẽ giúp họ trong kiếp sống mới tiếp nhận được duyên phận chính xác của mình. Trong một trường hợp khác, một người đàn ông được yêu cầu ghi nhớ một số tín hiệu quan trọng trước khi hạ thế, bao gồm tiếng cười của người vợ tương lai tên Melinda, mùi nước hoa của Melinda khi họ khiêu vũ lần đầu tiên, và tất nhiên đôi mắt mỹ lệ của cô ấy. Còn người vợ Melinda trước khi chuyển sinh được yêu cầu phải ghi nhớ đôi tai to của người chồng tương lai, những bước nhảy vụng về của anh khi dẫm lên chân cô, và cảm giác họ cảm nhận được khi khiêu vũ trong vòng tay nhau. Khi kiếp sống này bắt đầu, người đàn ông sống ở Iowa và Melinda sống ở California. Khi còn học cấp 3, anh chàng suýt chút nữa đã kết hôn với người bạn gái thời trung học của mình. Nhưng vận mệnh tự có an bài, gia đình anh chuyển đến California, anh phải chia tay bạn gái. Khi mới đến California, anh chưa quen ai. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh chợt nảy ra ý định đi khiêu vũ. Và chính tại buổi khiêu vũ đó, anh đã yêu Melinda ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong một buổi thôi miên, người đàn ông nhận ra chính là một vị trưởng lão từ thế giới tinh thần đã khiến anh nảy sinh ý định đi khiêu vũ và thuận lợi gặp được Melinda. Trưởng lão này phải chăng là Nguyệt lão? Và hết thảy những sự trùng hợp này phải chăng là do ý trời? Người xưa nói, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ. Trong cuộc đời này, không có duyên thì không gặp mặt, không có nợ thì không thể kết đôi. Trân quý cơ duyên vạn cổ ấy cũng chính là trân quý bản thân mình vậy. Lúc cơ hàng có nhau, thì khi sung túc hãy đừng quên nhau. Có câu, no nê nhàn hạ sinh dâm dục, đời sống vật chất ngày càng sung túc thì người ta cũng dễ dàng mất đi nhiều hơn những giá trị đạo đức thuần thiện tốt đẹp. Có những cặp vợ chồng cùng nhau đi qua lúc cơ hàn, nhưng đến khi cuộc sống thông thả hơn, thay vì trân quý gia đình đang có, họ lại chọn rời xa nhau. Người ta thường dễ dàng thừa nhận một quan điểm nguy hiểm rằng làm người thì ai cũng có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng. Nhưng kỳ thực đây là suy nghĩ, là hành động vô đạo đức. Chưa bàn đến việc cư xử không đúng trong mối quan hệ vợ chồng hay sự bạc tình bạc nghĩa của con người sau những tháng năm đồng cam cộng khổ. Việc ngoại tình đem lại hậu quả thật sự đáng sợ. Người xưa nói, vạn ác dâm vi thủ, báo ứng của tà dâm thường rất nặng. Người ta thường hay nói đến chín loại báo ứng cho loại hành vi ngoại tình tà dâm. 1. Tan cửa nát nhà, thậm chí mất đi sinh mạng. Ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp hủy hoại, đời sống không còn ấm êm. 2. Sinh con gái thì dâm đảng, sinh con trai thì lắm bệnh tật, cha mẹ dâm loạn, con cháu chắc chắn không nên thân. 3. Quả báo bần cùng hạ tiện, người dâm loạn là tự mình lựa chọn một cuộc sống hạ tiện thấp kém, vậy nên vận mệnh của họ không thể cao quý sang giàu.
4. Người tà dâm sẽ gặp quả báo phải sánh duyên với người không tiết hạnh. Đây chính là gieo nhân nào gặt quả ấy. 5. Sự nghiệp thất bại thảm hại. Tà dâm là chuyện tổn hại âm đức nhất. Nếu không sám hối sửa sai, cuối đời phần nhiều không có tiền của. 6. Khiến cha mẹ phải chịu nhục nhã. Cha mẹ nào cũng không thể chấp nhận con cái mình làm nên những chuyện gian dâm. Vậy nên những người tà dâm phải mang thêm tội đại bất hiếu. 7. Phụ nữ dâm loạn dễ bị mắc các chứng bệnh nguy hiểm. Những điều này đều được ghi chép trong cổ thư. Sách có viết tam tinh thành nhất độc, nghĩa là ba loại tinh dịch sẽ tạo thành một loại chất độc. Người phụ nữ nào quan hệ lăng loàn, không giữ gìn phẩm tiết thì chính là đang tích độc hại chính mình. Không chỉ phụ nữ, rất nhiều thanh niên mới hơn 20 tuổi bởi tà dâm quá độ mà gặp đủ thứ bệnh tật, nhiễm trùng đường tiểu, viêm tiền liệt tuyến, lậu, giang mai, thậm chí bệnh S, nhẹ thì cũng điếc tai, suy thận. 8. Kẻ tà dâm khi về già chịu quả báo con cháu không hiếu thuận. Người mà phóng đãng khi còn trẻ, về già chịu nhận ác báo bần cùng hạ tiện, không người chăm sóc, cô đơn khổ sở, thống khổ muôn phần. 9. Người tà dâm đều không tin vào những chuyện nhân quả báo ứng. Càng không tin, họ càng hành lạc, hưởng thụ, chìm trong mê mờ mà làm việc ác, tổn đức, tổn thân mình, càng dẫn đến nhiều bi kịch, quả báo lớn hơn về sau. Quả thật, cám dỗ sắc tình đang gây bao nhiễu loạn thế gian, biết bao gia đình tan nát, bỏ đi mạng sống, công danh, sự nghiệp. Nhân duyên gia đình là do trời định, nếu đã kết duyên với một người thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời họ, phải gắng sức vun đắp cho cuộc hôn nhân êm ấm. Vợ chồng phải thương yêu, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Có những lúc cuộc sống gặp trắc trở, chẳng qua cũng chỉ để lòng người được thử thách. Đừng vội vàng để rời xa nhau, hay lén lút ngoại tình, tìm lạc thú bên ngoài mà tạo nghiệp.